bài thi sắc sáng thế thiên chú phán bài hoa vầng sáng trên vòng trời để nghe ngày với đêm để làm dấu chỉ sắp đến các đại lễ ngày và năm đó sẽ là những vầng sáng trên vòng trời để chỉ soi vào đất liền có như vậy thiên chúa là hai vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm người cũng làm các ngôi sao thiên chúa đặt các vầng sáng trên vòng trời để chiếu soi mặt đất để điều khiển ngày và đêm để phân thế ánh sáng với bóng tối thiên chúa thấy thế là tốt đẹp đó là lời chúa thân trí, tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ.
người sẽ thực hiện điều đó. Thưa anh em, xin anh em cùng cầu nguyện cho chúng tôi nữa. Tất cả anh em hãy hôn chào một cách thánh thiện. Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đôi là rất là hay, con mời chúc rất là có ý nghĩa.
Thế thì những lời chữ này nó đem lại phải đem lại một cái điều gì đó của người chúng ta, nó đến từ cái cửa miệng chúng ta đến người mà chúng ta trao cho họ cái lời chúc. Có lẽ cái lời chúc bình an mà mỗi người chúng ta là thấy nhiều nhất và đem lại lúc nào cũng có. Như thánh cha Francisco đã nhắc nhớ một cái cho tất cả những người mà chúng ta ở trong cái vùng trong tháng này có cái vùng với cái tên và cái âm lịch thì ngài nói cái món quà, cái món quà mà mọi người đang cần đang muốn, đó là cái sự hòa bình, cái sự đối thoại, cái sự hiểu nhất, tình yêu. Thế thì cái món quà mà mỗi người chúng ta muốn trao cho nhau và muốn được đón nhận cái món quà đó, thì nghĩ thật sự đó là cái sự bình an. Cho nên ngày mùng một là cái ngày tâm lý là cầu bình an cho năm mới, cầu bình an cho một cái năm mà tất cả mọi người chúng ta sẽ bắt đầu khởi đầu tất cả mọi sự từ đời sống mình cũng như trong đời sống tương lai, cũng như tất cả cái công việc của người chúng ta. Thì lời chúa ngày hôm nay soi sáng cho người chúng ta để giúp cho người chúng ta bước vào trong năm Canh Tý này luôn được bình an trong chúng muôn và đời mọi đời. Thì bình an có được thì nó phải có một cái trật tự, nó phải có một cái trật tự từ ở nơi tâm hồn, cái trật tự ở nơi tất cả là ở bên ngoài chúng ta thấy nó theo một cái trật tự, như là cái trật tự trong cái sáng tạo ở nơi Thiên Chúa sáng tạo. Chúa thấy cái điều đó là tốt đẹp từ ngày thứ nhất cho tới ngày thứ sáu. Ngài thấy mọi sự đều tốt đẹp và chính cái mọi sự tốt đẹp đó thì nó đem lại cái sự bình an cho con người. Và khi mà chúng ta nhìn con người nó nhóm khỏe và để họ vào trong cái cửa kê kê tâm thì nó nhóm khỏe và cũng cảm thấy bình thường với mình là chiều chiều thì là nhóm người ở trong cái cửa đó để mà hưởng cái sự bình an mà Thiên Chúa ban cho một cái khung cảnh rất là hay bình, một cái khung cảnh mà nói là rất là hạnh phúc, ai ai cũng có thể mơ về cái gì đó, mơ về cái khung cảnh đó. Thế nhưng rằng anh không phải là đã đánh mất cái sự bình an đó khi là hai ông bà đã không nghe theo lời của Thiên Chúa chỉ bảo. Và chính khi không nghe lời thì chưa chỉ bảo như thế mà nó xảy ra, đó là sự căng thẳng, rồi ông đổ cho bạn và đổ lỗi cho ông, nghĩa là cái trật tự này nó bị phá vỡ, nó không còn trong một cái trật tự, cho nên nó gây ra cái sự bất an, bất ổn cho con người. Thưa quý ông bà anh chị em, nói như thế không phải là từ khi lúc đầu đó mà cái trật tự đó mà ngay thời điểm mà hiện tại, ngay thời điểm mà mỗi người chúng ta đang sống đây thì nhiều người nhiều quốc gia cũng đang phá vỡ đi cái trật tự đó, cái trật tự mà Thiên Chúa thấy đó là điều tốt đẹp, nào là phá vỡ, nào là và phá đi cái môi trường nó vốn nó là tốt đẹp, vốn nó là sạch sẽ, bây giờ nó không còn như thế nữa. Đó là lúc chúng ta đang phá vỡ đi cái trật tự, cái trật tự mà từ thuở bắt đầu chưa đã làm cho nó tốt đẹp cả. Mà nguy hiểm hơn đó là con người đang phá vỡ đi cái trật tự trong tương quan giữa con người với con người, với
vì có người mình đã sống theo cái bản năng hướng chiều về bản năng, không còn đó là mình có nhận cái tình yêu, không còn là mình sống trong cái tình yêu, trong một cái tương quan chấp nhận nhau, có thể đối thoại với nhau, có thể chia sẻ với nhau, rất khó vì có người phá đi cái trật tự trong cái tương quan đó. Con người không còn có nhận cái tình yêu của Chúa ở nơi bản thân của mình nữa, mà chỉ hướng về hướng tổ, hướng về những cái gọi là tiến đi, hướng về những cái nó mình trong đó là tốt đẹp cho bản thân mình, đó là cái bình an gian hàng, đó là cái thứ bình an của thế gian mà chúng cũng đã từng cảnh báo cái bình an của thầy ban tặng nó không như cái bình an của thế gian ban tặng. Cái bình an của thế gian nó ban tặng nó chỉ là trọng quan và nó không tồn tại, mà cái bình an mà chỉ Thiên Chúa ban tặng nó mới là thứ bình an, nó còn lại một cái bình an đem lại cho con người cái sự hân hoan và sự bình an đem lại cho con người một cái trật tự hài hòa đẹp qua đó, mà con người dễ dàng có thể đến với nhau, có thể chia sẻ với nhau, sống bác ái với nhau, có thể ngồi nói chuyện được với nhau, đối thoại với nhau để đem lại cho một cái thế giới hòa bình. Thưa quý ông bà anh chị em, trong làm Chúa Giêsu có thầy bán bình an của thầy trong thế thì bình an của thầy, bình an của Chúa được ban cho anh em, và cái bình an mà Chúa ban tặng cho người chúng ta, cái thứ yêu mà anh chị em không phải tự nhiên mà ngài nói điều đó, mà ngài đã trải qua tất cả mọi sự và ngài đã chu toàn và thực hiện cái ý của Thiên Chúa Cha. Ai đó phải qua tổ tiên của chúng ta mất đi cái sự bình an, đánh mất đi cái sự thái bình từ thủ bắt đầu thì Chúa Giêsu ngài đã lấy được cái sự bình an đó và một cái sự quân phục thánh y của Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Từ lúc là xuống đây là người đi hoạt động công khai và ngay cả lúc đang đau đớn đối diện với cái chiến trong đường cái dầu đến nỗi là toát mồ hôi pha với máu, và ngài vẫn nói lạy cha xin đừng theo ý con mà hãy theo ý của cha cho ngài. Thế thì Chúa Giêsu ngài đã theo anh ý của Chúa Cha một cách trọn vẹn, giờ đây ngài đã có cái sự bình an tích thực. Sự bình an tích thực là cái sự bình an ngài đã trao ban cả cái sự sống, cả cái tình yêu thương của ngài một cách trọn vẹn cho tất cả mọi người của chúng ta và sự phục vụ thực hiện theo thánh ý của Thiên Chúa. Thì một người chúng ta cũng có được cái sự bình an tích thực từ ở từ Thiên Chúa trao ban cho, thầy ban cho những bình an của thầy. Và chính những người quốc đề là những người đã đón nhận cái sự bình an đó. Đầu tiên của Chúa Giêsu đã đem lại khi ngài từ một chiếc số lại hiện ra các quốc đề thì luôn mong bình an cho anh em. Thì bình an nó được trao ban cho các quốc đề rồi, Chúa Giêsu cũng sai quốc đề thầy sai em đi để loan báo tin mừng bình an của Chúa, bình an của ngài để cho muôn nhân. Thì một người chúng ta đang khao khát, đang muốn có cái sự bình an tinh thần từ ở nơi Chúa ban cho, thì ngay từ giây phút này tất cả mọi người chúng ta hãy rộng mở có lòng, mở rộng con tim, mở rộng cái suy nghĩ, cái trí của con giáo của mình để cho chúng ta đón nhận sự bình an của Chúa, để mỗi người chúng ta làm đi vào trong con đường của Chúa, để chúng ta thực hiện thánh ý của Thiên Chúa qua lòng.
điều mà Chúa còn gọi là sống lòng Chúa, thực hiện thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Có lẽ tất cả mọi người chúng ta làm được một việc tốt, chúng ta sống chia sẻ, sống bác ái, sống yêu thương, giảm đi một cái lời nói chưa hay chưa tốt, giảm đi một cái tật xấu, giảm đi một cái điều gì đó để chúng ta sống yêu thương, để chúng ta cao yêu thương, thì có lẽ là chúng ta, bản thân chúng ta và người đó và chúng ta gặp gỡ cũng cảm thấy bình an, cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc hơn. Vì người yêu bạn trẻ thì nó có một cái điều nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta sống cái điều tốt, làm cái điều lành thì chắc chắn chúng ta có sự bình an. Còn chúng ta sống cái sự nhân, sống cái sự ác thì chúng ta sẽ có những phá đi cái trật tự mà chính Thiên Chúa đã đem lại cho người chúng ta ngay từ thủ ban đầu. Nhân chi sơ tính bản thiện, và chính chúng ta phá cái điều đó đi thì nó gây ra bất an, bất ổn không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác nữa. Và điều này chúng ta thấy trong xã hội ngày nay nó đem đầy dẫn những cái sự bạo lực, đầy dẫn những cái sự là ngăn chặn sự ác nó ở trong cuộc sống chúng ta đầy. Và chính cái đó làm cho chúng ta cũng bất an, bất ổn. Thì Chúa Giêsu cũng đã từng nói: anh em đừng lo lắng, đừng sợ suy, để anh em anh phải sống phó thác hoàn toàn ở nơi Chúa. Có lẽ nhiều người chúng ta là cái này cái kia con không thể thực hiện, con không làm được, thì chắc chắn là mình chúng ta đó là mình phải phó thác cho Chúa, tin và tìm kiếm mọi sự là mình phải tìm kiếm Chúa trước tiên. Thì mỗi người chúng ta tìm kiếm sự tình an thì chúng ta phải là phó thác ở nơi Chúa và giúp cho Chúa mọi sự để cho Ngài điều khiển, để cho Ngài hướng dẫn chúng ta và để cho ước của Chúa đi vào trong con người của người chúng ta, để đổi hóa ước Chúa và những trong người chúng ta thực hiện tốt đẹp cái lời của Chúa. Không có ơn Chúa thì chúng ta không thể làm gì được. Cho nên chúng ta phó thác ơn Chúa ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào cũng có cái khổ của ngày này. Nghĩa là chúng ta luôn phó thác, luôn tin thác ở nơi Chúa, mọi sự là ở nơi Chúa. Cho nên rằng chúng ta cố gắng hết sức trong cái sự tin tưởng, cái lòng tin thác ở nơi Chúa thật sự để chúng ta tìm lại cái sự bình an mà nhiều lần mà chúng ta đã bị mất đi khi chúng ta không thực hiện và không sống lời Chúa, không sống trong yêu thương và không trong sự bác ái, hy sinh và cùng làm luôn. Lúc đó chúng ta đang đã mất đi cái sự bình an, chúng ta gây ra cái sự xáo trộn và mất đi cái trật tự trong cái cuộc sống người chúng ta về. Hôm nay tất cả mọi người chúng ta, cả nước Việt Nam chúng ta đang khát khát, đang muốn sống một cái thế như có một cái đất nước thật là sự là thái hòa, được bình an, được là dân an thái hòa. Còn tất cả mọi người chúng ta khao khát cái sự bình an, và ngày hôm nay chúng ta đến đây để chúng ta đón nhận cái sự bình an từ ở nơi Chúa ban cho người chúng ta. Và cái sự bình an của người chúng ta đón nhận ngay trong thánh lễ này, ngay trong cái đầu năm mới này, thật là ý nghĩa cho người chúng ta. Lắng nghe đây, người chúng ta sẽ đón nhận lấy chính thiên họ của Chúa. Đó là sự bình an, đó là một tình yêu trọn vẹn mà Ngài trao ban cho người chúng ta, để mà đó người chúng ta hãy muốn trở thành cái khí cụ khi mong mong cái mừng bình an, như trong lời kinh hòa bình, trở nên cái khí cụ hòa bình, trở nên cái khí cụ bình an, để đem sự bình an đem lại cái sự tốt đẹp đến cho người anh chị em xung quanh.
thương là anh chị em xin phổ chức cho tất cả mọi người chúng ta cũng được sự bình an của Chúa để mọi người chúng ta được giải đi để nó bằng tin mừng bình an như là một cái sức mạnh như là một lệnh truyền mà Chúa đã sai bảo mọi người chúng ta đi đi ra và đi đến với muôn nhân để nó bằng tin mừng bình an của Chúa để cho tất cả mọi người chúng ta ngày hôm nay qua những lời cầu chúc và những lời chúc rất là tốt đẹp trong cái năm mới này.
cùng một thể thân nơi do vừa ăn tôi người cầm lấy trên cùng ta chào cho các môn đệ mà tất cả các con hãy nhận lấy mà uống vì này là chén máu thầy máu giao ơn nơi và vinh cử sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy lên Chúa trong ngày đầu năm mới. Chúng con xin Chúa làm đấng ban bình an cho tất cả mọi người chúng con. Để mọi người chúng con trở nên khi cuộc bình an của Chúa. Xin Chúa cũng chúc lành cho tất cả mọi người chúng con trong lành trong mọi công việc mà chúng con thể hiện trong năm mới này cũng được mọi sự tốt đẹp và diễn ra trong sự bình an mà chính Chúa luôn mở tỏ và luôn ban cho người chúng con. Xin Chúa nhớ đến các tu tớ Chúa và các linh hồn mà chúng con có ý chỉ trong những lễ hôm nay mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con đang bị trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và các bậc quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được bảo vệ ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được độc hưởng sự sống đời đời. Cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bạn Trong Năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các bạn, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người với người và cho người mà mọi danh dự và vinh quang đều ghi về Chúa là Cha hoàn nhất trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức được nhận chúng ta nhớ. Yeah.
nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin loan ơn ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa sống và hiệp trị muôn đời. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Nhân ngày đầu năm mới, anh chị em chúng ta chúc bình an cho nhau.
chúng ta nhân lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa nhập mình vào máu thánh Đức Kitô, xin Chúa thương thực hiện lời chúng con cầu chúc cho nhau trong những ngày xuân mới, mà muôn độ trên chúng con muôn phúc lộc đầy tràn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thưa quý ông bà anh chị em, con xin thay lời cho kính cha, kính chúc đến quý tu sĩ nam nữ, quý thầy cùng quý ông bà anh chị em. Năm mới tràn đầy ân sủng và bình an của Chúa. Sức khỏe luôn luôn là dồi dào. Công việc luôn được mọi sự tốt đẹp như và gia đình an khang thịnh vượng và bình an hạnh phúc. Một lần nữa con xin cảm ơn và kính chúc để yêu bà hay anh chị em trong năm mới. Và sáng ngày hôm nay ta tiếp tục yêu bà chị em nên nhận lọc xuân mới. Chúa ông anh chị em, xin khiến Chúa lòng mạnh mọi phúc lành, ban cho anh chị em muôn ơn, tôn độ cho anh chị em kiêng chào phúc lành của Ngài, và nhìn giữ anh chị em suốt cả năm được hồn an sáng mạnh. Xin khiến Chúa nhìn giữ anh chị em được xin Ngài nhận